Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Smart của anh. Mình sẽ nhận được 100 tập cần có cái hiệu là SBKMU. Chương trình này góp này limit 25.000 người nha bạn. Thì để tham gia giám này các bạn click phần link mô tả dưới video mà đúng không nha. Những biểu đầu tiên follow tại Twitter 13 người còn 12.000 người theo dõi nè. Rồi sau đó 300 lên. Rồi sau đó join kênh Telegram. Trên kênh Telegram bạn join sao Dead End này. Sau đó bạn join sao các bạn. Sau đó bắt đầu join tiếp kênh channel Telegram End nữa là tạo. Rồi, đây góp này mình được bạn join sao các bạn. Sau đó bắt đầu sau đó các bạn copy cái hashtag là chữ BKU nè. Giờ đây các bạn tự viết nè. Like nè, chẳng tự viết nè. Dán tăng dài các bạn mình vào tự viết lên nè. Sau đó bắt đầu nè. Rồi, dòng đầu tiên các bạn nên chỉ username Twitter của các bạn vào các bạn. Về NNH9 tiếp tục điền lại username Telegram mà nó cho anh sau này gấp anh làm số 2 2 4 5 tiếp tục điền username Telegram tiếp tục này. Tiếp tục mình gọi em lên quýt thì bằng mà tao tao bằng gà nè tao tao. Rồi các bạn chia sẻ cái bài này nè. Bạn sẽ check link kết nha các bạn. Sau đó gửi vào info này. Tiếp tục con submit địa chỉ nhà C20. Mình nhắn vào đây. Rồi các bạn giới thiệu này các bạn ghi gì mình cộng 5 số 2 của đấy với phần link mô tả cho các bạn này bạn sẽ đã bấm gửi được xong. Ok vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 100 top cần BKU đây đang có tốt các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.